Nay là 26 tháng 4 2019. Phác đồ bệnh nhân này tôi vẫn tuân thủ đúng như vậy, tôi không gia giảm gì quá nhiều. Chữ là nhĩ môn, quyền lưu, minh hương, hợp cốc và thái trung. Cái điều tôi rất là vất vả cho bệnh nhân. Bệnh nhân hư hao thì đau lớn nhiều. Cai giảm đau là rất là khó, bác cai được mấy hôm rồi nhỉ? Vật vả mất vài hôm sướng. Đau kinh người đúng không? À, cái nỗi đau khổ nhất là khi chúng ta cai giảm đau thực sự rất là khó khăn. Nhưng hôm nay bệnh nhân được như thế này là tôi cũng mừng lắm rồi. Bác cố gắng lên nhá.